Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua ạc Liên Quân thì hãy truy cập ngay shopacre24h.com. Tôi Hữu Bộ xin chào các anh em. Tôi Đô Trà chào các anh em. Tôi Hữu Mạnh chào các anh em. Tôi Văn Tiến chào các anh em. Ok các bạn ạ, thì sau những clip mà anh em mình đầu tư chi tiêu mạnh tay thì hôm nay chính thức kinh tế sụp đổ. Thì hôm nay mình lại ra đồng, thì như các bạn đã theo dõi những clip trước của anh em mình ấy, thì ngoài đồng này rất nhiều các đàn vịt, thì nên hôm nay anh em mình gọi là làm một cái clip dân dã ngoài đồng đó, chính là anh em mình đi vồ vài con vịt và anh em mình nướng thôi các bạn ạ. Ok, bây giờ anh em mình sẽ đi ra để tìm đàn vịt nào nhiều và anh em mình sẽ vồ và anh em mình đem thịt thì mình nướng gọn nha. Nếu các bạn thấy clip này có anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, chia sẻ video để ủng hộ anh em nha. Nào đi thôi ba chàng trai, đi thôi. Không biết các bạn có nhìn thấy cái đàn vịt trắng trắng đang ở đằng xa xa kia không? Bây giờ anh em mình sẽ ra vồ lấy vài con để anh em mình làm thịt các bạn nha. Nào đi đi đi, mấy thằng ra đi. Và hơi bẩn đấy. Liệu có vồ được không? Liệu nếu mà nó có nhảy xuống ao thì cũng phải nhảy xuống để vồ nhá. Chứ chia ra không không nó lại nhảy hết xuống ao, bây giờ chia ra sao đi thế? Chứ chia ra xong giòn đôi trẻ đừng vào vội để cho hai thằng kia chui vào giữa đang. Đàn vịt trắng đằng trước kìa các bạn kìa. Cho hai thằng kia đi vòng vòng vào đã. Rất nhiều vịt luôn các bạn ạ. Cố gắng vô lấy vài con thôi. Mỗi thằng đang chia một đầu. Rôn rôn nó là nói. Nó xuống hết ao lơi rồi. Gà gì? Thôi 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 mẹ nghe thôi thôi thôi. Quay đây. Thấy chưa? Ê, ê, ê. Đâu vậy? Đây đây các bạn ạ. Đây đây gà trọi. Ui. Một tí nữa thì ngã các bạn ạ. Đây. Ôi. Ở đồng này có gà trọi này. Không biết qua ai sống ra luôn. Vô đi. Vô. Ôi, hiểu ngao rồi. Nó hết đời rồi. Bạn tôi xem con gà nào. Bác ơi, mình gọi xem chủ nhân là ai giá đi. Nhưng mà anh mình bây giờ vịt thì nó nhảy hết xuống ao rồi. Vậy thì mình hôm nay thì tạm con này đi. Thì không biết đây các bạn ạ, đây là con gà trọi này, không biết là gà của ai sống ra ngoài đồng luôn. Nhưng mà thôi thì anh mình hôm nay không bắt được vịt thì anh mình lại chuyển sang anh mình nướng gà trọi các bạn ạ. Anh em làm thịt gà trọi luôn này. Rồi, dù gì thì nếu ai mà là chủ nhân của con gà này mà có xem được clip này thì cho anh em mình xin lỗi nhá. Anh em mình hôm nay đi vồ vịt nhưng mà vịt nhảy hết xuống ao rồi nên bây giờ phải bắt tạm con gà lạc này, gà trọi lạc này để anh em mình thịt con ạ. Đi anh em mang vào để làm thịt thôi. Đây là chú gà trọi đi lạc này con này. Mình thấy như là chủ nhân cho đi đánh hay sao mà đầu đầy sẹo, các vảy đang đóng lại này. Đây, vừa chảy uống nước thì người đang rất là lạnh, chắc là đang lạnh, đang rất là run. Thì kế hoạch của anh em mình là đi vồ vịt cơ, nhưng mà ở các clip trước các bạn bảo là anh ấy mua gà trọi về nướng đi. Thì nhưng mà mình chưa tìm được chỗ mua gà trọi. Hôm nay nhân thế đây là không có vịt thì anh em mình nướng luôn con gà trọi này. Thì trước khi đi làm thịt con gà trọi này thì mình muốn xin gửi lời xin lỗi đầu tiên là đến chủ nhân của con gà trọi này nếu mà có xem được clip này của anh em mình. Thứ hai là xin lỗi toàn thể anh em mà yêu gà trọi, mình phải đi làm thịt con gà trọi này để nướng ngay bây giờ đây. Ok, bạn chuẩn bị để anh em mình đi làm thịt thôi. Vậy là anh em mình đã làm thịt chú gà trọi này xong các bạn ạ. Bây giờ anh em mình sẽ đưa nước ướp siêu cay vào để anh em mình ướp thôi. Bạn đổ nước ướp vào đi. Đó. Anh mình phanh bẹt nó ra, nhìn thịt gà trọi, nhìn thịt nó màu đỏ đỏ tím tím các bạn ạ. Đây có cựa này các bạn ạ. Có cựa này, lấy trước khi mà làm thịt nhìn cựa nó rất là dài. Làm xong cậy mất cái cựa một vỏ ngoài thì cảm giác nó ngắn bớt rồi. Ướp siêu cay vào rồi anh mình nướng. Thực sự là trước anh mình có nướng gà bình thường siêu cay rồi, ăn khá là ngon. Nhưng mà chưa nướng gà siêu cay bao giờ. Thì hôm nay sẽ làm thử cái món gà trọi nướng siêu cay này. Ăn xem nó có phê hay không. Ép nào tí như mình nhanh chín nhất là được. Nhìn khá là ngon rồi các bạn ạ. Bây giờ chỉ đợi chú gà này gọi là chín thôi.
mạnh vào thì nó tụt, sợ nó tụt không? Tiến đang chẻ củi đấy, như mình chuẩn bị nhóm than rồi các bạn ạ. Xong phát này như mình sẽ đưa lên để nướng luôn thôi. Sao rộng rộng ra tí. Rồi rồi em cho vào đi để nướng luôn đi. Rồi các bạn ạ. Anh mình bây giờ cho vào để nướng thôi. Nóng quá. Quay ra nào. Quay đều lên. Đấy, anh mình bây giờ đã bắt đầu nướng gà rồi các bạn ạ. Nướng con gà chọi đi lạc. Thơm lắm rồi các bạn ạ, thực sự là rất là thơm luôn, mắc thơm các bạn ơi. Anh em mình đã nướng khoảng độ được 1 tiếng rưỡi rồi, nhìn rất là ngon luôn, khô hết cả con gà luôn rồi. Bây giờ anh em mình sẽ mang ra để thưởng thức thôi. Đây để xuống để bạn Lâm bạn đi chặt. Đâu để xuống để xuống. Nhìn rất là ngon luôn rồi, bây giờ nhưng mình sẽ chặt ra thôi. Bạn chặt đi. Không biết là thưởng thức nó thế nào thôi các bạn ạ. Nhìn mắc ngon luôn. Tiến thèm chưa Tiến ơi? Dại rồi, đầy đất này. Thắng 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 thắng. Ui giời. Lóng lóng. Dài quá các bạn ạ. Lóng cẩn thận rơi xuống đất mất ăn đấy. Tiểu nữa thì rơi bạn ạ. Ngon nhỉ. Nước miếng cứ tuôn ngược. Cái cỏ này tôi nghe bảo cái cỏ này ăn con gà chọi dai nhất đúng không? Đúng rồi. Không biết là dài chỗ nó nướng nó ăn dai như nào thôi. Bị con khác đãi nhiều. Con này thì tôi thấy chinh chiến khá nhiều, sao lại lúc mà mình bắt nó còn sống ấy nó thì nó kiểu nó bị sẹo rất là nhiều ấy. Núi không lo. Lo. Lo ok. Anh Khoa lo rồi. Úi giời ơi, thế là mất một miếng rồi các bạn ạ. Ăn tốt bạn ạ. Thôi bạn để ra ngoài tạm đi tí, phải qua ăn tạm vậy. Anh chị mình đã chặt chém xong rồi các bạn ạ. Đây chỉ để lại một cái đùi thôi. Ba thằng trẻ trâu thì hôm nay bình thường nếu có hai thằng thì sẽ mỗi thằng một cái đùi, nhưng mà ba thằng thì mình muốn để cho nó gọi là có một kích thích một tí đâu, chứ nhà ba thằng phải oán tù tê xem thảo được cái đùi này đấy, để giật cả cái miếng đùi đấy, ba thằng xử lý luôn. Ừ. 1, 2, 3. Vậy vậy là Văn Tiến đã được cái đùi này các bạn ạ, Tiến cầm luôn. Gà thì anh mình đã chặt ra xong rồi, bây giờ anh mình sẽ bắt đầu thưởng thức thôi. Tiến sẽ được cái đùi đó thì thưởng thức thử luôn. Mời tất cả các bạn nha. Dài. Không cầm được. Dài. Cảm giác đầu tiên khi mà gặm cái đùi đó thấy thế nào?
thịt rất dài. Đó các bạn ạ. À, thịt gà trọi thì thường nó sẽ là như thế. Là anh em mình bắt đầu lên chén thôi. Các bạn ạ. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Ăn cái cổ. Mời tất cả các bạn nha. Mời các bạn nha. Miếng cổ. Trời ạ. Mình làm miếng cổ nha. Mời tất cả các bạn nha. Mời các bạn. Thật phải không Tiên? Có ngon quá. Mạnh nó ăn nỗi mà cái má nó đang bị dính cả cái nước ướp vào má rồi các bạn ạ. Bắn má rồi. Ngon. Thấy nào bạn? Bạn nếu mà dạ, ngon lắm. Này mà nướng, mình nướng cho ông bà mình ăn chắc thôi. Chờ, thường thì ông bà chắc không ăn gà trọi đâu, bởi vì gà thì nó dai quá mà. Nhìn cách các bạn ăn là tôi biết rồi. Nhìn dạ, ăn dai dai tròn tròn. Nhìn Tiến nó giật cái đùi, Tiến giật cho các bạn xem giật miếng to vào xem nào. Dài á? À, chỗ này là nhiều thịt đấy. Không, tức là không thể giật được các bạn ạ, bởi vì quá dai luôn. Nó chỉ giật được một tí một thôi. Quá dai. Bóng phì à? Ô, nước ngọt với bia, anh em không bật ra à? Ngon quá, quên. Quên ạ. À. Phải tí anh em phải cảm ơn gọi là anh chủ con gà này nhá. Biết chưa? Nhờ có anh làm sống gà mà hôm nay anh có gà trọi để ăn đấy. Chúc mừng anh đánh sống gà. Hãy bật nước bật hội nào. Bật ăn. Ăn mới có dai không? Thịt phải nhai đến chục phát thì mới tan để nuốt được. Đây, anh nghĩ là con gà này còn chưa già hẳn đấy. Nó mà già hẳn thì không ăn được luôn. Mình phải vào để thưởng thức món gà trọi đấy thôi các bạn ạ. Nhìn anh em nó ăn mà không biết các bạn có tuôn nước miếng không, mà mình tuôn hết cả nước miếng các bạn ạ. Mình Tiến, nhìn các bạn nhìn Tiến. Xin lỗi, trượt tay. Dài quá. Gà nhìn nó rất là đỏ luôn. À quên, màu gì nhỉ, màu thâm. Bạn sẽ ăn ra cổ. Tôi sẽ làm cái cổ này. Bây giờ, mình mời tất cả các bạn nha. Mình làm cái cổ này. Bệnh là cái này chưa hết à. Dài lắm, đúng rồi. Dài thật. Quá dài luôn này, quá ít tiếng này. Dài luôn quá. Dài quá. Dài quá. Thế ăn là cái đùi gà cũng vất vả. Cái này ui dồi. Đùi đây. Dài đây. Thực sự với các bạn là cái món gà trọi nướng này quá là dai luôn. Bây giờ mà anh mình chỉ thấy người ta làm gà trọi ấy, người ta xào lăn thì chắc là ăn được. Nướng gà trọi ấy, thì ăn rất là dai. Nhai mỏi cả mồm không hết nổi chỗ này luôn các bạn ạ. Dài vãi chưởng. Mình ăn có một chút thịt cổ thôi mà răng mới xé từ nãy giờ vẫn chưa hết lõi luôn á. Dài quá rơi suốt. Bẻ đâu anh? Không bẻ luôn. Các bạn siêu dài. Ủa đây trên đâu? Bẻ đi, cố bẻ cái này. Ui giời. Mắc cây ngon. Thịt giống ngọt, ngài thịt ngọt. Lần đầu tiên ăn gà trọi. Gà trọi nướng. Gà trọi nướng. Lần đầu tiên thử cảm giác siêu dai. Dài nó chóng rồi. Ui. Bắn tới vậy à? Anh nghĩ là Tiến nên đạp chân vào Tiến ạ. Đạp chân. Để răng được cái miếng thịt gà ấy. Dài thật. Wow. Sau một hồi gọi là răng xé thì cái cổ này của mình ấy, mình có xé được bớt chút một chút thì tôi bình thường, nếu mà các cái cổ mà gà khác có lẽ mình nhai cả xương của cổ rồi, nhưng mà thịt gà trọi thực sự mình không thể nhai được các bạn ạ. Thịt còn răng xé còn khó nữa, không uống chi là nói gì đến cổ nữa. Cánh đấy phê chưa bạn? Phê bạn phê. Thôi phê luôn, ăn cái già đó.
Tại vì chỗ chuối thường da nó bị đá nhiều. Bị đấm vào nhiều. Bị đấm vào nhiều nên nó chai lì. Quá dài luôn. Đi đâu. Và cực kỳ dài. Sao anh mình không lưỡi gài các bạn? Cho lấu xào lăn rồi. Liệu âm giật này có bật hàm răng không? Anh biết em thử đi, cứ thử mạnh như mẽ đây xem nào. Thôi bật hàm răng không móm không ăn được. Lần sau anh em mình làm nồi đẩu thả nguyên cả mấy con gà trọi vào luôn. Linh cho như luôn. Ba cái trâu giật. Tiếng vất vả quá đấy. Tiếng gạo đường vất vả quá. Tôi biết thì vừa anh chặt hết đỡ phải bắn tù tì. Được miếng to nhất mới vui. Được miếng to nhất rồi. Ôi, thịt trắng dài. Bạn này tôi ăn hai miếng mà mỏi hết răng rồi. Tiến này. Các bạn ạ, là anh như mình gọi là đánh chén phải đến khoảng độ 20 phút rồi mà thịt gà nhìn còn khá là nhiều luôn, bởi vì nó quá dai luôn. Bạn lầm mở ăn được hai miếng đúng thì đây mình như đây là miếng thứ ba, miếng thứ ba mình thử. Tiến thì tôi lấy một cái đùi vẫn chưa hết cơ. Bây giờ mình sẽ hỏi cảm giác của anh em khi mà ăn gọi là gà trọi nướng này nó như là bạn ạ. Tiến thì hôm nay được gọi là thứ nhất là quản tù tì chơi fair play luôn đấy, thì đã chiến thắng hai thằng trẻ trâu kia và được cái đùi, nhưng mà rất khó. Khó khăn là cái là khi mà cái con gà này mà ăn thì kiểu xé cả cái đùi rất là khó, dai. Như các bạn đã thấy Tiến nó rằng xé từ nãy giờ vẫn chưa hết rồi cái đùi luôn. Tiến sẽ cho các bạn biết cảm giác đầu tiên đi. Từ trước giờ mình được ăn một cái đùi mà nó dai như thế này, ăn kiểu như là đi đánh bật ấy. Ăn thịt gà thì rất là dai, mắc hết vào răng, dính hết răng. Thịt gà thì rất là ngọt. Và hôm nay lúc ướp siêu cay thì cũng cay cay nữa. Ăn rất là phê. Siêu cay nó như nhau. Phải không? Ôi trời. Mình lần đầu tiên được ăn thịt gà trọi nướng siêu cay này. Ăn nó phần thịt với phần da ăn vừa cay vừa dai. Vừa dai ăn nó tết mồm rồi. Mình xin cảm ơn anh chủ con gà này nhá. Và cũng cảm ơn anh đã nuôi con gà này làm mà nó sống trường ra để anh em tôi bắt được để nướng nó ăn. Làm mạnh nha. Mình thì lần đầu tiên ăn gà trọi, so với những lần khác thì mình ăn gà bình thường thôi. Nó không dai như thế này. Nếu mà gà nó già ăn tí nữa thì thôi, ngồi đến tối cũng chán hết rồi. Nó vì nó dai quá. Quá dai luôn đấy, bạn qua nào. Tôi chỉ vâng ăn ngọt rồi. Cay, dai, ngon, ngọt. Chứ thầy khả năng là ngày nào anh em tôi đi ra đồng để tìm gà. Hôm nay đi bắt vịt thôi, chẳng qua đây là thấy con gà lạc thôi. Nhưng mà ăn gà ngon nó phải đi tìm gà bạn ạ. Vịt không ngon mà gà trọi. Ok bạn, ok. Còn nào. Mình lần đầu tiên là ăn thịt gà trọi là chế biến như kiểu này các bạn. Thực sự khuyên các bạn là không nên mang những con gà trọi này mang nướng, tại vì rất là dài. Mặc dù thịt rất là ngọt và ngon nhưng mà quá dài các bạn ạ. Mà nếu mà các bạn mà mang có mang nướng ấy thì nên nhớ là phải lấy cái rũa ấy mài răng trước khoảng 3 ngày đi các bạn ạ. Sắc cho răng nó sắc thì mình mới nhai được cái miếng thịt gà này. Mài sắc như kiểu cương thi. Ok bạn lâm đi. Mình thì gà trọi thì mình ăn rất chi là nhiều, nhưng mà gà trọi một nướng siêu cay này thật sự ăn đi. Gà mà trọi mà lọc ra xào lăn không ăn đã dai rồi, không chỉ nướng siêu cay này thật sự ăn quá là vất vả luôn. Ăn xong con gà này chắc tối thì răng nghỉ ngơi lâu lắm. Đang ngồi xỉa răng. Ok các bạn ạ, vậy là anh em đã cho các bạn biết cái cảm giác khi mà ăn gà trọi nướng rồi. Thực sự là rất là dai luôn. Mình khuyên các bạn là không nên nướng con gà trọi như anh mình, bởi vì dai quá. Đây là như mình chẳng may gọi là chẳng may lại vồ được con gà đi lạc lên như mình nướng. Con này thuộc dạng lon. Đây là anh mình có thể xé đánh chén được gần hết, chứ nếu mà già thêm một chút thì anh em chắc phải bỏ luôn cả con gà. Ok bây giờ mình sẽ không nói nhiều nữa, mình sẽ dừng clip này ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.